Không phải hiện nay mà cái bệnh này thì vốn dĩ là phụ nữ mắc nhiều hơn nam giới. Ví dụ như 12.000 người phụ nữ bị mắc bệnh này thì chỉ có khoảng 6.000 nam giới bị mắc bệnh này thôi. Và một trong những cái nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì thật ra phụ nữ chúng ta ôm đồm quá nhiều thứ vào và chúng ta hay nói đúng hơn là não bộ của chúng ta được cấu tạo bởi nhiều ô khác nhau, nên chúng ta đưa quá nhiều thứ vào những cái ô đó. Còn đàn ông thì họ có khả năng tập trung cao độ hơn và thật ra có vẻ như là họ thông thái hơn mình, nên họ biết họ cần tập trung vô cái gì. Và khi họ tập trung vô một cái như thế thôi thì họ không bị chi phối bởi nhiều cái xung quanh. Thêm một cái nữa là phụ nữ chúng ta còn có kinh nguyệt và chúng ta còn có cái sự vận động của chúng ta, nó cũng không mạnh mẽ bằng đàn ông. Đàn ông họ thở bằng bụng nên thật ra họ đưa oxy vào máu rất là tốt và họ vận động mạnh, họ hay di chuyển đồ đạc nặng rồi họ tập thể thao, họ chơi những cái vận động mạnh thì tim của họ sẽ đập rất là tốt, thì máu nó sẽ lưu thông lên não tốt, nên vừa là não bộ của họ có khả năng tập trung cao độ không bị chi phối bởi nhiều thứ, vừa là nó được cung cấp oxy vào máu rất là tốt. Về mặt thể tạng thì đàn ông họ khỏe hơn chúng ta nên não họ cũng khỏe hơn, nên khi có một cái sự cố gì đó hay những cái biến cố gì đó đến thì có vẻ là những người đàn ông họ lướt qua và họ bỏ qua dễ dàng. Giống như cái việc là vợ về nhà hôm đó vợ mệt, vợ không nấu cơm thì ăn cơm ngoài không có vấn đề gì với đàn ông, nhưng người phụ nữ nằm đấy thì cảm thấy là mình rất là tội lỗi vì hôm nay mình không nấu được cơm cho chồng, mặc dù chồng không nghĩ gì hết. Có nghĩa là não bộ đàn ông họ rất đơn giản, chính vì vậy họ ít bệnh hơn chúng ta. Chị muốn nói thêm một miếng nữa về trầm cảm giữa nam và nữ, một cái phần mà chị quên hồi nãy là mặc dù đàn ông trầm cảm tỷ lệ nó chỉ bằng phân nửa phụ nữ thôi, nhưng cái hậu quả thì nó gấp 4 lần. Có nghĩa là trong 5 người tự tử vì trầm cảm thì hết 4 người là đàn ông rồi. Bởi vì khả năng cân bằng của phụ nữ và khả năng chịu đựng của phụ nữ khi mà ở trong trầm cảm thì lại cao hơn đàn ông rất nhiều. Bởi vì phụ nữ được tô son, được làm đẹp, được có bạn bè, nói dám nói ra với người khác, dám khóc, dám rất là nhiều cái. Và chúng ta có những cái để trút bớt những cái phiền muộn và cảm xúc ra và cân bằng ngay tức thì tốt hơn nam giới. Nên trong cái bệnh trầm cảm nó còn một cái vấn đề nghiêm trọng nữa. Nếu dạo gần đây em đọc báo nhiều thì em sẽ thấy là rất nhiều bạn nam cũng tự tử. Có nghĩa là trầm cảm nó là một bệnh hẳn hoi. Còn cái mà em đang nói là một cái cảm xúc, một cái cảm xúc bình thường của con người. Khi mà chúng ta buồn thì thật ra ai cũng có buồn hết. Hay nói đúng hơn là chúng ta đều có một cái gì đấy nó được gọi là trầm cảm nhẹ trong người. Nhưng nếu bước vào cái bệnh trầm cảm thì nó không đơn giản chỉ là một cái cảm xúc buồn, mà nó sẽ kéo theo những cái hệ lụy. Giống chẳng hạn như khi ở trong cái giai đoạn trầm cảm, ở mức trung bình em bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Em thường xuyên trách móc bản thân em. Về mặt tâm lý hay chúng ta sẽ phân biệt ra giữa hai cái thể trạng và thể chất và tâm lý, thì cái người bị trầm cảm họ sẽ kéo cả hai cái đó tuột xuống. Về tâm lý thì họ sẽ hay thường xuyên trách móc bản thân họ, họ sẽ hay cảm thấy buồn chán và cảm thấy thất vọng bởi chính những hành vi của chính họ và những người xung quanh. Họ không có nhu cầu giao tiếp gì hết, họ chỉ muốn nằm im lặng một chỗ và sợ tiếng ồn và họ ghét đám đông. Ở trong đám đông họ luôn luôn thấy bị cô lập, họ bị một mình, họ cảm thấy nó không phù hợp với mình. Còn đối về thể trạng thì những cái người mà họ chỉ buồn không thôi thì có thể là họ chỉ buồn một chút, hay là họ cảm thấy ở cái cảm xúc lúc đấy nó buồn rồi nó trôi qua thôi. Nhưng người trầm cảm thì cái thể chất của họ nó sẽ cũng sẽ kéo theo với cái tâm trạng đấy, là họ sẽ bắt cảm thấy đau đầu này, hoặc là họ thường xuyên đau nửa bên đầu, hay họ thường xuyên thấy mỏi cổ vai gáy và họ cảm thấy máu nó không lưu thông được lên não họ, hay là họ ngủ sẽ rất là chập chờn, hoặc là giấc ngủ của họ sẽ mộng mị rất là nhiều và dễ bị đánh thức. Dù là một cái lá rụng ngoài sân thôi họ cũng bị đánh thức dậy. Và thêm những cái nữa chẳng hạn như là da, móng, tóc và nội tạng, có nghĩa là về bao tử rồi những cái bộ phận tiêu hóa của người mà bị trầm cảm nó đều không tốt, đều không ổn hết. Nên nếu như muốn phân biệt giữa cái đó là bệnh trầm cảm hay là một cái cảm xúc buồn không thôi thì chúng ta sẽ phải kết hợp giữa nhiều cái hiện tượng nó xảy ra với mình về cả mặt tâm lý lẫn thể chất. Thật ra trầm cảm, một đứa trẻ nó bắt đầu ra đời là nó đã có cảm xúc rồi. Và khi nó có cảm xúc là nó có khả năng trầm cảm rồi. Có những em bé chỉ 3 tuổi thôi nó đã trầm cảm, 2 tuổi thôi nó đã trầm cảm, chứ không phải chỉ đến teen mới trầm cảm. Thì cái lý do mà teen trầm cảm thì nó lại rất nhiều. Có thể là có những em là từ nhỏ
đã bị trầm cảm ngay trong chính gia đình vì bố mẹ không quan tâm, cứ quăng cho cô giúp việc, hoặc là bố mẹ đi trường học quá sớm và những cái trường nó không tốt, và các cô giáo làm cho các em ấy cảm thấy là cảm thấy bị cô độc, rồi cảm thấy buồn, cảm thấy chán. Các em ấy lại có một cái chỉ số cảm xúc cao, các em ấy nhạy cảm nên nó dễ tổn thương về mặt cảm xúc. Hay nói đúng hơn, ngay từ lúc em còn nhỏ, em bị tổn thương về mặt cảm xúc, khả năng dẫn đến trầm cảm nặng khi em tuổi teen rất là cao và nó sẽ gây ra tử vong luôn cơ. Và những cái trường hợp khác là khi em bắt đầu bước vô tuổi teen thì bố mẹ bắt đầu không hiểu em, và em không hiểu, không tương tác được với bố mẹ, không chia sẻ được. Và khi cơ thể của em, cái thể trạng của em, thí dụ như con gái thì bắt đầu là có kinh nguyệt, còn con trai thì bắt đầu là có sự thay đổi về nhu cầu về giới tính, thì tất cả những cái thay đổi về hormone, về nội tiết nó cũng dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ thay đổi cái cảm xúc. Và khi các em tuổi teen nó thay đổi cảm xúc nhưng nó không được bố mẹ hướng dẫn đúng cách để nó vượt qua cái tuổi teen đấy một cách tốt đẹp và nó trở thành một cái người nó tuyệt vời sau này, mà nó lại bị bố mẹ bài xích cho cái cảm xúc đấy, rồi nó bị bố mẹ áp đặt cho cái cảm xúc là con phải vui, có việc gì đâu con buồn, rồi thêm rất là nhiều cái mà sự cố ở nhà trường, ví dụ như buồn do bạn bè, buồn do thầy cô giáo, buồn do bài vở, buồn gì cảm thấy mình không chia sẻ được với ai, cảm thấy nó quá sức của mình, nó mệt mỏi quá. Thì chính những cái khởi điểm của nó chỉ đơn giản là căng thẳng thôi. Nhưng trong một cái khoảng thời gian dài, cái căng thẳng đó không xử lý được thì nó sẽ làm cho não bộ của mình mệt mỏi hơn, nó thiếu máu, thiếu oxy, và nó bắt đầu mờ dần những cái đốm sáng của nguồn năng lượng cho bộ não, mà nó tăng dần những cái đốm nâu, có nghĩa là đốm tối. Khi người ta cắt lớp cái bộ não của người bị trầm cảm và một người bình thường, người thấy rất rõ cái sự khác nhau, là cái người mà có bộ não mà họ bị trầm cảm nó toàn là đốm nâu không thôi, nó tối thùi hai cái bán cầu não. Còn cái người mà họ bình thường thì họ sẽ có những cái quầng sáng màu vàng bao xung quanh bán cầu não của họ, và nó giống như là những cái ngôi sao đang phát sáng vậy đó. Thì ban đầu chỉ là những cái buồn thôi, sau đó nó chuyển qua tới căng thẳng, và trong một cái khoảng thời gian dài chúng ta lại, các em tuổi teen nó lại cứ bị càng ngày càng nặng hơn, và những cái vấn đề, những cái rắc rối nó không tự rước ra được, nó sẽ dẫn đến trầm cảm. Hậu quả của trầm cảm vô cùng nghiêm trọng, bởi vì có những ca bé bơ điều trị cho một người mẹ bị trầm cảm, thì người mẹ này có cô con gái trong độ tuổi teen 16 tuổi, thì khi cô bé này về nhà, cô bé này đòi mẹ cô bé này mua cho cô bé một món quà, và mẹ đứng mẹ nói là không, mẹ không mua. Thì khi mẹ vừa trả lời xong, nó hỏi lại mẹ nó một câu, mẹ có mua không, thì mẹ nó nói không, mẹ không mua, là nó nhảy lầu nó tự tử luôn trước mặt mẹ. Thì không cứu được, có nghĩa là em nó chết liền tại chỗ. Thì sau đó người mẹ rơi vô trầm cảm rất là nặng, và gần như là bà bị rối loạn lưỡng cực một khoảng thời gian dài. Và đến khi mà đến gặp Pepper là bà đã ở trong tình trạng là đã tự tử đến 2-3 lần rồi, gia đình phải kiểm soát bà rất là kỹ. Còn một vài trường hợp khác thì chính cái trầm cảm của bố mẹ gây ra trầm cảm của các con. Nó không phải lây đâu các bạn, mà là bởi vì chính bố mẹ trầm cảm, bố mẹ có những cái cảm xúc nó quá tiêu cực, và bố mẹ bắt đầu làm cho đứa con nó bị cái cảm xúc tiêu cực theo. Thì đối với những trường hợp này thì Pepper thấy hậu quả nghiêm trọng nhất là nó phá vỡ hôn nhân của chính hai vợ chồng, và sau đó làm cho các em bé nó không phát triển não đúng với cái lứa tuổi của nó không phát triển được hết những cái tiềm năng của nó, mà nó như một cái cây nó bị sâu mọt ngay từ lúc nhỏ xíu. Còn cái trường hợp thứ ba mà Pepper cũng muốn nói để các bạn phòng ngừa luôn, đó là đối với phụ nữ khi họ bị trầm cảm, họ nghĩ đến cái chết rất là nhiều. Một phần nam giới cũng sẽ như thế, nhưng nó còn gây ra những cái hiện trạng, chẳng hạn như ở trong một cái trạng thái trầm cảm và ức chế rất là nhiều ngày thì người ta còn có cái khả năng gây ra giết người nữa cơ. Có những bà mẹ đến đây, các bạn ấy là học viên, là bệnh nhân của Pepper, thì khi đến, các cô ấy đã nói thật là tối hôm qua tôi đã cầm cây kéo và để ngay cổ của con tôi. Và lúc đó là chồng tôi đã thấy và giật lại. Và tôi không biết tại sao tôi làm điều đấy. Có nghĩa khi bạn ở trong cái giai đoạn trầm cảm nặng, não bộ gần như nó điều khiển hoạt động hành vi của bạn. Bạn không còn là người làm chủ cái bộ não đó nữa. Nó quá mệt mỏi, nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực, hành vi tiêu cực. Có khi bạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các con của bạn. Vì vậy, đừng xem thường trầm cảm.